mới cho lên bể chưa thường. Nhưng con này thuần rồi thì anh em nghĩ bơi sẽ nó một gọi là một dải sao rất nhiều luôn này. Phía trên lưng là nó sợ là nó đang bị stress, nó bị lặn này. Không, tuyệt đẹp luôn. Con này tầm vẫn bằng gần 60 á. Bữa trước mình không có chỗ nhốt, mình nhốt chung phi sang cắn nhau, cắn má từ cắn luôn. Đây là cặp mắt bò bơi cong size lớn mình nhập về được, trong quá trình vận chuyển này xa quá. Đây này, cắn nhau hết đuôi hết người hết. Cái này nhập lậu 100% nha anh em. Cho anh em không có cái số lượng nhiều để mà nhập đâu. Con này khá đẹp luôn này. Con này nếu mà dưỡng lại mà làm bài bản thì nghĩ là một siêu phẩm, không thua kém gì con của anh Tiến Canali đâu. Đó, nó bơi dần dần ra anh em thấy không? Đó. Giải châu. Nhưng mà con này là trâu dưới bụng, không leo trâu. Con này là người vàng hơn, không leo trâu. Còn bên này là trâu là leo lên tận lên người này. Đó, trâu leo rất là nhiều luôn. Nhưng mà đang chuẩn bị stress nên là nó lặn đi trâu. Đây, mình mới úp hồ to cho nó, chứ bữa trước là nhốt trong hồ nhỏ quá rồi nhảy qua nhảy lại cắn nhau. Thì cá này vẫn nhận gạch nha anh em, ai cần thì cứ inbox cho mình bán cá này luôn.